Tôm làm gì đó? Tôm đang ăn ngô. Tôm ăn trùm ngô hả? Già rồi. Hả? Già. Đây là. Để lại đây, để hạ để đi bắt cái khác. Nghĩ dọ kiếp hả? Tôm ơi. Ấm đi, ấm đi. Bắp ngũ to thôi. Đấy. Ôi nó thịt bắt mình là nó này. Toàn thuyền luôn. Tốt um. Một mồm nữa. Một mồm thật ngu. Ăn đi. Tôm ăn gì đó? Tôm ăn ngô. Ăn ngô hả? Tôm mẹ ăn tôm ngô. Tôm ơi. Tôm ơi. Lành. Lạnh lạnh. Ngon không?